Em lên sóng rồi đấy. Chào anh em, đến với buổi talk show đình đám ngày hôm nay. It's show time everybody. Bây giờ chúng ta ngồi nói chuyện về bản thân một tí nhở. Cho mình hỏi hai bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một tí được không? Trước mắt là xin mời anh Nam Ếch ạ. Chào tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên mà mình được lên sóng của một streamer nữ xinh đẹp như thế này. Thì mình cũng hơi bị run rẩy một chút. Thì giới thiệu qua cho các bạn biết thì mình tên là Nam, mọi người gọi là Nam Ếch. Trong lứa tuổi mình thì xem 88. Và trong lứa tuổi mình thì có bạn Tứ Tồ là ngày hôm nay cũng góp mặt cùng mình. Thì Tứ là người đẹp trai nhất rồi, chỉ thua mỗi mình thôi. Và ngày hôm nay là một buổi talk show liên quan đến vấn đề tình yêu, tình dục. Tình yêu, tình báo. Thì mình sẽ cố gắng là sẽ cho anh em giải đáp những câu hỏi nào liên quan đến tình yêu mà anh em còn đang thắc mắc. Đấy, với cả kinh nghiệm của bạn Tứ nữa. Đấy, bạn Tứ giới thiệu cho anh em biết. Bạn Tứ giới thiệu bạn Tứ. Bạn Tứ bị câm các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhá. Câm nhá đâu, đang nghe ông nói chuyện rồi. Đánh bỏ mẹ. Bạn đây lịch sự, talk show. Chào anh em nhá, chào tất cả mọi người. Chào anh em trên kênh Mai Linh. Mình là Tứ Tồ. Hôm nay tôi được rất là vui mừng vì được em gái của tôi Mai Linh mời đến dự cái talk show tình yêu tình báo gì mà tôi cũng chưa rõ lắm, chưa phổ biến. Nhưng mà thấy bảo đâu đó lên đây là nó giới thiệu cho tôi về em nào xinh lắm nên tôi mới hào hứng đi vào đây nhá. Thực sự cái vấn đề tình trường thì tôi đến bây giờ năm nay là tôi sinh năm 98. Trong lứa tuổi mình thì có bạn Tứ Tồ là ngày hôm nay cũng góp mặt cùng mình. Để trong lứa tuổi mình thì sinh năm 88. 98, 24 đúng không? Hai mươi mấy mùa xuân xanh tôi cũng trải qua rất là nhiều cuộc tình rồi nên tôi rất có nhiều kinh nghiệm. Anh em có hỏi gì cứ hỏi tôi nhá, tôi sẽ trả lời hết. Đó. Tôi chắc cam đoan như vậy. Trả tôi đến từ Hải Dương. Mà tôi cũng nghĩ này Tứ ạ. Nhân dịp cái buổi talk show ngày hôm nay thì cũng tìm cho bạn một đối tượng. Một đỗ đúng rồi đấy. Đúng, hợp lý. Đấy, ở đây cũng nhiều bạn trai chưa người yêu đúng không nhỉ? Ôi. Bạn gái của tôi lại đang nghĩ là giới thiệu cho Mai Linh, nhầm. Mai Linh chưa có người yêu, nhá. Ở đây thì Mai Linh, Tứ Tồ, Nam Ếch là chưa có người yêu. Mọi người hiểu không? Bọn tôi là những khuôn mặt độc thân. Người yêu thì chưa có người yêu. Trải qua thôi chưa có. Hai bạn đã từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình à? Tính đến thời điểm hiện tại để mà nói ra thì cũng khó nhớ. Nhưng mà ít nhất là nói về gọi cũng là nhiều đấy. Đủ để chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm, đôi khi là những cái câu chuyện và thỉnh thoảng tự nhiên mình nhớ ra thì mình có thể kể thôi. Còn bây giờ nói là bao nhiêu thì không đếm được, cũng nhớ rõ, không đếm được. Thôi còn đến bạn Tứ thì còn tại vì tôi cứ khoảng tầm tháng tôi lại theo đuổi một người ấy thành ra nó hơi nhiều. Tôi đếm không hết anh em được cả. Đéo tin. Hai anh nghĩ như thế nào về tình yêu chênh lệch về tuổi tác hoặc là về chiều cao? Thật ra cái này nếu như mà để mà đứng ở ngôi vị là một bạn nam mà hỏi câu này thì mình thấy nó sai. Tại vì con trai hơn tuổi con gái nó là chuyện bình thường. Với cả tuổi tác thì nó quan trọng gì? Không, người yêu anh hơn tuổi anh mà. Ví dụ người yêu anh hơn tuổi anh, nhưng bạn nữ hơn tuổi anh thì đúng là nó có vấn đề thật. Ví dụ như kiểu một bạn trai mà yêu một bạn gái mà cao hơn mình thì cái đấy là nhìn về cái bề ngoài thì nó có vẻ hơi khó chịu. Thì tốt nhất là chống chế bằng cách là kiều nữ yêu đại gia thì mình vẫn có thể chống chế được. Và cũng không nên quan trọng quá về cái đấy. Đôi khi yêu thì nó tình cảm chứ các ông lại chỉ vì tuổi tác với cả vì chiều cao thế là hỏng bét. Tốt nhất là cái đấy là các bạn không nên là dựa vào cái đấy và xong rồi bạn làm tôi với bạn này là không hợp nhau là vì lý do tuổi tác phải đéo có. Nhầm, là không có. Anh Tứ bây giờ nếu mà cho anh quen một người mà hơn anh tầm khoảng 10 tuổi chẳng hạn thì anh nghĩ như thế nào? Quen một nếu mà gặp chẳng may gặp mà có cảm tình thì cái chuyện đó rất bình thường thôi, không vấn đề. Anh không sợ ví dụ như là gia đình ngăn cấm hay là một cái vấn đề gì khác xen vào cuộc tình của hai người về vấn đề rồi. Em phải biết đấy, bị có là mừng lắm rồi, còn đéo có đây để lạnh bỏ mẹ đến ngủ đêm, đéo có ai mà ôm lạnh bỏ cụ rồi, giờ còn kén cá cận canh gì nữa, em thì có cái để mà ôm ấp là vui rồi. Thế ạ? À, không quan trọng lắm đâu. Không quan trọng lắm đâu. Eventually. Hơn trung tuổi đây nhá, mà hơn tầm 20 tuổi thì thôi nhá. Không, nhưng mà bây giờ em thấy ở trên mạng ấy thì có những cái cuộc tình nó phải hơn nhau khoảng 2 giáp đấy thì người ta vẫn yêu nhau đấy là quan điểm của anh, là anh không thích người từ 20 tuổi đổ lên đúng không? Đúng rồi, chắc là tầm 20 tuổi đổ xuống thì được, vẫn còn chấp nhận được. Mà đôi khi nó chênh lệch quá thì chắc chắn là nó phải có vấn đề, đôi khi nó lại không phải là người yêu rồi. Chênh lệch quá thì tôi thấy nghi ngờ lắm. Nhiều từ cái hồi mà yêu chị 54 tuổi ấy. Rồi. Từ cái hồi mà yêu chị 54 tuổi ấy. Chị 54 tuổi nào đấy? Sao em không biết cái vụ đấy? Thật á? Okay, sao Mai Linh không biết chuyện đấy á? Ui, bây giờ em mới biết luôn đi. Eo ơi, bây giờ mọi người, bây giờ anh Tứ có thể chia sẻ lại cái câu chuyện của anh được không ạ? À, cái hồi đấy khổ, thất nghiệp nên lang thang vào trong miền Nam á. Thế là gặp cái chị ấy thấy mình kiểu như là không nghề nghiệp thì chị giúp đỡ thôi, nhưng mà chị ấy cũng đơn thân. Người ta gọi là có tí gọi là thỉnh thoảng lâu chị em đi đậu rồi không nghĩ lại chuyện của mình mà tôi rơi nước mắt. Đợt đấy là cũng phải chia sẻ với Mai Linh thì cái chuyện này cũng là muốn giấu kín, không muốn nhiều người biết. Ngày hôm nay thì cũng chia sẻ cho Mai Linh vì lý do vì sao mà Tứ với cả chị ý mà thực chất là hai người cũng định tiến tới hôn nhân rồi. Thật đó. Nhưng mà cái hôm từ anh làm chủ cảm xúc mình ạ. Hơi buồn tí tại vì cái chuyện này kể lại thì chắc chắn là Tứ cũng xin lỗi Tứ là mình hơi động chạm một chút thì cũng biết là Tứ muốn giấu, nhưng mà vì sao mà hai người lại kết thúc là vì cái ngày hôm đấy Tứ có gọi điện cho anh thì bảo là tự nhiên thế nào mà chị đi vào nhà vệ sinh chị lại đứng đái holy shit thì lúc đấy thì Tứ cũng hơi hoảng loạn đấy. Thì sau cái chuyện đấy thì hai người đã hai ngả rồi thì cho cái chuyện này mình cũng không nên nhắc lại quá. Xem lại đi chuyện chủ đề các bạn ạ, cái chuyện cũ nhắc lại nó hơi buồn. Nào mà chị đi vào nhà vệ sinh chị lại đứng đái thì lúc đấy thì Tứ cũng hơi hoảng loạn đấy. Thì sau cái chuyện đấy thì hai người đã hai ngả rồi.